ba yếu tố theo ông là nó tác động đến thị trường lúc này, và nếu như một trong ba được giảm bớt thì thị trường có thể rất tích cực? Một là câu chuyện Fed, hai là câu chuyện chính sách Zero Covid của Trung Quốc, và ba là căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Cái việc Fed tăng lãi suất 50 điểm thì thực ra thị trường kỳ vọng rồi, hay là việc mà họ giảm cái quy mô của cái bảng cân đối tài sản của họ thì cũng không phải là chuyện mới. Cái bất ngờ hơn là ví dụ như là có cái xác suất nào mà nó xảy ra là cái mức tăng lãi suất có thể mạnh hơn. Cái việc mà tăng lãi suất mạnh nó lại dẫn đến kiểu suy thoái thì nó sẽ là cái vấn đề mà thị trường đang lo ngại. Và cái con số GDP quý 1 của Mỹ nó lại âm nữa thì nó lại càng làm cho cái vấn đề nó căng thẳng hơn, và mọi người đang nghĩ theo hướng tiêu cực nhiều hơn là tích cực vào thời điểm này. Năm nay nó rất là đặc biệt này, bởi vì là chúng ta còn có chính sách của Trung Quốc nữa. Trung Quốc khi mà vươn lên số 1 thì đương nhiên cái sức ảnh hưởng của họ lên cái nền kinh tế toàn cầu rõ ràng là không thể không như trước nữa rồi. Cái điểm thứ hai cũng rất là quan trọng, đấy là bản thân Việt Nam mình, nội lực của mình đang rất là khỏe. Nếu mà so với chính chúng ta thì chúng ta đang ở trong trạng thái rất là khỏe. Khi mà bão tố mà xảy ra ở thế giới thì nếu mà chúng ta tự tin là chúng ta khỏe thì đây là vẫn là cơ hội vượt lên tương đối.